Cảm ơn quý vị và các bạn đến với gương mặt phu thê. Quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong một sân chơi truyền hình thực tế rất là thú vị. Ở đây thì có cuộc đấu trí giữa các nhóm với nhau. Đầu tiên sẽ là đội chủ nhà, sau đó đội khách mời và 8 người chơi đây. 8 người chơi gồm có 5 chú rể và 3 cô dâu. Trong đó chúng ta sẽ có 2 cặp cô dâu chú rể thật. 5 chú rể và 3 cô dâu. Trong số họ sẽ chỉ có 2 cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hài hước giữa 3 đội chơi. Đội chủ nhà, đội khách mời và đội các cô dâu chú rể. Qua 3 vòng thi, nếu đội khách có thể thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra ít nhất một cặp đôi phu thê thực sự và có số điểm cao hơn đội chủ nhà thì sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 người chơi. Trong 2 vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Đầu tiên tôi xin giới thiệu đội chủ nhà rất quen thuộc, đó là Kiều Minh Tuấn, Cát Tường. Đội khách Văn Anh, Tu Vi. Rồi bây giờ thì kinh nghiệm thuộc về chủ nhà rất nhiều, mình có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm nào đó cho đội khách nào. Chị nhìn em cái gì, chị lớn tuổi chị nói trước đi. Lúc nào cũng ví dụ lớn tuổi này, nó ở chị Tường chị chia sẻ được rồi, lớn tuổi vô đây chi. Thì bây giờ chị lớn tuổi nhất thì bây giờ chị chia thôi, sẻ em đi. Okay. Để chị chia sẻ với hai bạn ha, là đừng có nghe những gì họ nói, cái gì mà mình nghĩ không phải cái đó phải. Bạn Tu Vi thì hai vợ chồng yêu nhau á thì họ sẽ có những hành động như thế nào? Nhiều lắm anh. Thì lo lắng quan tâm cho nhau nè. Cái đó là ở nhà, còn khi ra ngoài đường ở chỗ đông người họ sẽ như thế nào? Em không biết mọi người như thế nào, em Văn Anh ở nhà cũng vậy mà ra đường ngoài đường đi chăng. Có những cái đôi vợ chồng á ở nhà rất quan tâm với nhau, có thể khen nhau nức nở luôn, hay là có thể cãi nhau, nhưng khi ra ngoài đường ở chỗ đông người đó họ đều làm khác hết. Đôi khi là họ không dám thể hiện mình, hoặc là khi nói xấu cũng không dám. Đó là những cái mà các bạn phải chú ý trong ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cuộc chơi, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Để sẵn sàng. Đầu tiên tôi xin mời 3 cô dâu quay mặt ra phía trước. Vị trí B. Vị trí C. Và bây giờ chúng ta hãy giới thiệu về mình. Dạ em xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Thị Thanh Ngân, năm nay em 27 tuổi. Vị trí B. Em xin chào quý vị khán giả, em tên là Phan Hồng Đào, năm nay em 26 tuổi. Em làm nghề gì? Là nhân viên công ăn lương bình thường. Nhân viên không ăn lương hả? Là làm công ăn lương á. Mời bạn vị trí C. Dạ em chào quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Ngọc Thảo, năm nay em 25 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ cũng làm công ăn lương. Dễ thương. Làm công ăn lương. Chúng ta sẽ nhìn thấy 5 chú rể. Vị trí số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Các chú rể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết. Chào quý vị khán giả, tôi tên là Phan Hà Thắng Lợi, hôm nay tôi 30 tuổi. Là giới thiệu là tôi làm chủ một chỗ sửa xe Honda, loại xe 67 cũ. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh cùng hai đội chơi. Em là Phạm Văn Điều, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên thiết kế. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và cùng hai đội chơi. Em tên là Lê Anh Tuấn, năm nay em 34 tuổi. Bên em thì mở quán cơm, em làm công cho gia đình của em. Chào quý vị khán giả, mình tên là Nguyễn Hữu Thành, năm nay mình 32 tuổi. Em hiện tại đang làm chủ chuyên về thi công. Xin kính chào quý vị khán giả, MC Quyền Linh cùng hai đội chơi. Tôi tên là Tăng Thành Tính, năm nay 29 tuổi. Dạ em là công chức nhà nước. Họ đã giới thiệu sơ về mình rồi. Bây giờ thì các bạn thường có thể đoán được cặp vợ chồng nào ngay từ đầu không? Nếu mà đoán ngay từ đầu chắc lẽ phải nhìn mặt thôi. Cảm quan của em thì là anh số 4 là chồng của chị A. Tại sao? Thấy cái mặt có nét giống nhau. Còn Tú Vi? Ngay từ đầu thì cái cảm giác của em là anh số 1 với chị B. Số 1 với chị số B. Số 1 chị B. Tại sao? Thì nhìn tròn tròn. Đó là chỉ là dự đoán ban đầu thôi. Còn nhiều cái đặc điểm nữa ta tìm hiểu nữa. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1 của gương mặt phu thê. Ở vòng 1 là câu chuyện tình yêu các bạn. Họ sẽ kể về câu chuyện tình yêu của mình. Và nhớ khi họ nói, chúng ta chú ý đối phương xem có thay đổi gì về nét mặt và tâm lý trạng thái không nha. Đầu tiên, mời vị trí A. Lần đầu tiên gặp ông xã mình như thế nào?
hôm đó là em đang làm ở trong công ty thì ông xã em tới làm công việc lặt vặt trong công ty á. Lúc đó em để ý cái tay của ảnh rất là rắn chắc, nó cứng cáp lắm. Nên em cảm thấy là thấy đây là người đàn ông có thể mình tin tưởng được. Nên thì em quyết định sẽ cưa ảnh cho bằng được để làm chồng mình. Bàn tay rắn chắc, xem đi liếc đi nha. Còn có tay rắn chắc không nha. Vị trí số 2. Hôm em gặp chồng em là hôm đó em và một người bạn đi xem phim. Tình cờ thì hai tụi em gặp bạn một bạn nam cùng lớp, dắt theo một anh bạn thì giới thiệu là anh ấy có vỏ. Thì em nhìn anh ấy thì không có giống như cái lời giới thiệu, ốm mà nhếch nhác lắm. Em cảm thấy là không có ấn tượng gì nhiều. Với lại em nghĩ là anh ấy sẽ có ấn tượng với bạn em nhiều hơn, tại vì bạn em xinh hơn em. Mà không ngờ sau đó thì anh ấy đã xin số điện thoại em làm quen với em. Anh ấy ốm. Chết rồi, em sai rồi. Có hỏng vỏ hả? Cũng có một dữ liệu. Không có sai, có một đâu dữ liệu. Lúc đó ốm thôi, bây giờ người ta mập rồi. Chưa, cũng còn hy vọng. Xin mời cô dâu vị trí C. Dạ, em gặp chồng em vào trong em đi theo anh kết nghĩa của em vào nhà chầu của chồng em là ăn sinh nhật em gái của anh. Thì em vô thì lúc đó ảnh mới đi đám cưới về nên ảnh còn xỉn hay sao á, nó ngủ tướng rất là không đỡ được. Không đỡ được. Tại ảnh ngủ anh ở trần, ảnh chỉ mặc cái quần tây thôi. Em nhìn rất là trắng mà nhìn cũng vạm vỡ lắm. Em cảm thấy là ấn tượng đầu tiên là em thích. Trắng, vạm vỡ. Vậy là thích cái body của ảnh. Nhìn sơ sơ qua coi sao tá. Đó là ấn tượng lần đầu gặp của ba cô dâu. Còn cho xem ấn tượng lần đầu gặp gỡ năm chú rể vị trí số 1. Lần đầu thì gặp vợ là cái đập vào mắt đầu tiên của mình là mập, mũm mĩm, rồi nói chung là theo kiểu một nữ á. Thì mình cảm thấy hơi bị choáng. Tại đa phần là mình quen ốm không mà hôm nay thì có một cái luồng gió mà mũm mĩm thổi vào. Nên là mình thấy khác lạ. Chú ý là cũng muốn làm quen để coi có gì lạ không. Người ta thường nói là thử ăn thịt kho tàu thử coi nó có gì mùi gì lạ là ăn xương không. Đó là ấn tượng ban đầu đó. Mập, làn gió mũm mĩm. Mũm mĩm. Vị trí số 2. Dạ, lần đầu em gặp vợ em bây giờ thì là đi chung, chơi chung với nhóm bạn. Thì cái ấn tượng đầu tiên thì là chẳng có ấn tượng gì cả. Tại vì vợ em thì nó hơi ú một tí. Cuối buổi thì cái lúc mà lấy xe ra về thì xe cô ấy lại để ở trong góc. Mà nhìn cái hình dáng mà nó ú ú mà không chen vào lấy xe được thì thấy nó cũng dễ thương. Thế em xuống em mới dắt hộ xe. Sau một vài lần thì em có dẫn về nhà chơi thì bố mẹ bảo là con gái thì nó phải có da có thịt mỡ mỡ một tí thì nó mới gọi là dễ đẻ. Mà em cũng theo cái kiểu dạng như là tay nó bít đít lòng bàn ấy. Thì thấy là em cũng gọi tiến tới và đến bây giờ luôn. Cảm ơn bạn. Vị trí số 3. Lần đầu gặp vợ em thì lúc đó thì em giao cơm cho công ty. Một ngày đó trời mưa rất là nhiều. Khi mà em đi giao cơm về đó, gặp cô bé đi xe tay ga đó, thắng gấp quá thì té. Thì em mới chạy tới, áo mưa thì rách hết. Em mới lấy áo khoác chùm cho cô bé. Cô nói, vậy em trả áo anh như thế nào? Nó, em không cần trả đâu, anh gửi cho em. Thì khi mà vô tình đó thì trong áo khoác thì có cặp visit của em. Cái cặp visit bán cơm của em, cái alo cho em. Thì sau đó thì ai ấy yêu. Ủa sao nó nhìn vị trí A hoài vậy? Vợ anh đó hả? Tội nghiệp. Thấy thương quá. Nói chung cũng thấy thương. Nhưng mà điều gì các bạn thấy cũng chưa chắc là nó đâu nha. Câu chuyện là thật, nhưng hành động có thể là sai. Vị trí số 4. Cái ngày đó là em qua bên công ty khách hàng. Cái cảm xúc của em đấy với vợ em thì cái ngày đầu tiên đó nó thay đổi ngục rồi. Là khi mà em tới á, thì em có chào nhưng mà không thấy cái sự thân mật với đối với mình. Thì khi mà em làm xong á thì em lại thấy cô ấy khác, là cô ấy tiến tới, cô ấy phủi giùm em một cái con kiến ở trên người. Hai người mới trao đổi số điện thoại cho nhau. Bắt đầu từ phủi con kiến ha, từ chuyện rất nhỏ. Mời vị trí số 5. Dạ thì ấn tượng ban đầu của em đối với vợ thì duyên gặp được là do một người bạn giới thiệu. Thì ấn tượng đầu tiên là mập không mập mà ốm không ốm. Chung là cũng mũm mĩm, cũng mút mút, cũng khi thích. Trong khi đó thì lại mới chia tay người yêu nữa. Nên là cũng muốn thử để quen biết. Thì, nói chung là cũng trong cái quá trình quen biết thì cũng có vui có buồn. Nhưng mà hầu như là mọi chuyện đều suôn sẻ hết. Cảm ơn năm chàng rể. Chúng ta tiếp tục theo dõi tâm lý và trạng thái của các chú rể nha. Mời ba cô dâu chúng ta hãy kể về những kỷ niệm đáng nhớ nhất
vị trí ai? Dạ, cái lần đầu tiên mà ảnh chở em đi chơi á, lúc đó cũng chỉ là mới thôi, thì cũng mới, cũng không dám bạo lắm, thì em ngồi phía đây, ảnh ngồi cùng còn một khoảng, thì đang chạy qua tới một cái ngã tư, bỗng nhiên thì phía bên kia là có một cô bé bị té, thế là ảnh không ăn gạt, ảnh két lại là em đập vô người ảnh một cái, rồi sau đó là ảnh đặt chống xuống, bước tới người ta giận lên, giống như là đỡ cô bé nó dậy á, thì em thấy trời ơi, anh này sao anh ga lăng quá, đang chở gái phía sau lưng mà dám bỏ gái để đi theo gái khác như vậy. Rất gọi là mình lựa chọn này sẽ rất là ok, chứ không có sai lầm ở đây nha. Nhờ anh giúp người anh mới có người đó, chứ nếu không giúp người chưa chắc có người đâu ha. Yeah. Vị trí B. Hôm đó là ngày 14 tháng 2, thì nhà em thì cách nhà chồng em khoảng 20-21 cây số. Lúc đó thì em có nhắn tin, em nói với ảnh là em thích đi chơi bằng xe đạp, tại vì nó lãng mạn, giống trong phim này nọ. Thì em chỉ, một là em chỉ nói đùa với ảnh. Thì ai ngờ đúng 5 giờ chiều ảnh bấm chuông cửa nhà em, thì ảnh có đi xe đạp thiệt. Ảnh chạy xe đạp lên mà mình nảy mồ hôi nhớt nhát. Thì ảnh chở em lúc mà đi qua cái cầu á, thì ảnh chở em nổi, nhưng mà xe đạp thì chịu em không nổi, thì xe đạp đứt sên. Đứt sên thì xong rồi cái ảnh với em phải dắt bộ đi tìm chỗ sửa xe. Thì ảnh có quay qua ảnh hỏi em một câu á, em thấy như vậy có đủ lãng mạn chưa? Lúc đó em cũng tức lắm, nhưng mà thấy nhìn ảnh thấy tội nghiệp, thấy thương. Thấy thương rồi sao nữa? Thương dạ. Thương luôn tới giờ đó. Dạ, dạ thương luôn tới giờ. Ủa mà sao đó. Tức em, anh chở đi xe đạp mà sao em tức? Ý là hỏi giống tức như là tức xe đạp xéo vậy đó. Tức là ảnh hỏi hỏi sốc em á, ảnh hỏi xéo em á. Chạnh lòng chứ. Tức lắm, dạ. Ủa mà bữa anh có hỏi về anh số 3, bữa anh có hỏi gì không? Thì xe nào chịu nổi. Ủa sao hỏi anh số 3 mà anh số 2 trả lời vậy? Sao kỳ vậy? Mình thích thì mình trả lời đó. Thích thì trả lời. Đấy. Nào bây giờ xin hỏi vị trí C. Dạ, ấn tượng nhất khi yêu của em với chồng em là cái lúc mà ảnh, nói chung là trước khi hai đứa quen nhau á, thì cũng có nhắn tin cư qua cư lại, rồi ảnh chở vô cái khu chung cư có đèn thì le lối lắm, chỗ sáng chỗ tối, chỗ sáng anh không đứng, anh đứng chỗ tối, ảnh dựng chống xe. Rồi lúc đó ảnh, rồi em hỏi ủa sao anh hẹn đi cà phê mà sao không đi, cái ảnh nói thì ngồi đi không mát xíu đi rồi mình đi. Là cái ảnh tò tay qua ảnh nắm, cái em rụt lại, cái hồi nắm nắm riết cái hôn em luôn, cái em để cho hôn lại. Trời ơi, bỏ đi luôn. Nắm tay thì rụt lại mà hôn thì để luôn. Hay dạ. Ghê. Từ lúc đó là tụi em bắt đầu yêu nhau luôn. Cũng nhờ cái chung cư vắng vẻ ấy. Các bạn có nghi vấn ai không? Các bạn có quyền đặt câu hỏi cho người ấy để xem. Nào, cứ hỏi. Em bấn loạn. Lần đầu tiên em nghe, mới em nghe số 1 thì em nghĩ dạ. Vậy là bấn loạn hai cái. Xong lúc nghe nó trộn vào. Lung tung quá. Rồi chủ nhà hỏi đi. Cho mình hỏi cái bạn số 2 á, lúc mà yêu nhau á, bạn thấy bạn hơi nhỏ nhắn, thì bạn gái của bạn có ăn hiếp bạn không? Nói chung là cũng không ăn hiếp nhiều mà chỉ xíu xíu thôi. Tính em thì nó hiền lành từ nhỏ rồi. Chắc không, chứ thấy trẻ treo lắm này. Không, em chả treo vậy thôi, chứ thực ra ngoài xã hội thì em cũng là, nhưng về nhà thì em cũng gọi là cũng không biết ai bằng mình ấy. Mà sao tự nhiên em nhỏ vậy mà em lại thích quen bạn gái bự? Em cũng không biết, thật tại hồi nhỏ thì thích ăn thịt nạc, nhưng lớn lên thì đi ăn thịt kho tàu là toàn thịt mỡ. Bây giờ em ăn anh thấy vẫn còn ngon không? Em thấy nó vẫn hợp khẩu vị ạ, chứ chưa có ngấy. Trời ơi, giờ mà dám kêu thịt rồi. Ba rọi thịt mỡ là chết rồi. Anh thứ nhất, anh hẹn hò với vợ anh lần đầu tiên ở đâu? Cũng một ở cái nơi vắng vẻ để mình có nhiều cơ hội tấn công ha. Mình có tấn công được không? Đã hẹn vô vắng vẻ sao tấn công lại không được? Cụ có chống cự gì không anh? Chắc không đâu. Vậy lần đầu tiên gặp là đè ra hung luôn. Cái đó ăn bạc tài thiệt luôn á. Mình phải từ từ chứ, giống như là mình phải nắm tay nè, mình phải ôm nè, rồi mình phải nói gì đó mình mới. Nhưng mà có hung phải không? Có hung. Có. Đó, có hung, chủ yếu là có hung mà được rồi. Có nắm tay, có tay rụt lại xong rồi hung im. Đúng rồi. Đấy, đâu đổi khách. Bạn số 2, cái lúc mà mình ra nhà xe, mình giúp bạn lấy xe, đó là xe gì? Vẫn còn nhớ con Atila màu vàng. Rồi, dòng gì? Nhưng mà hỏi dòng để mình đoán được cái gì? Dạ, không biết, tự nhiên em thắc mắc vậy thôi. Hỏi cái dạ. Gì mà nó có thể đoán được á. Dạ. Chị số chị A, lúc mà anh chồng chị đến công ty, chị làm cái gì đó đúng không? Chị nhìn thấy bàn tay vạm vỡ đúng không? Lúc đó làm cái gì vậy? Anh đang cầm đồ giật vậy? Cầm rồi. Cơm á? Là giao cơm cho giao ta cơm, giao cơm. Cầm cơm cần gì phải là tay lực sĩ đúng không? Cầm cơm hơn thôi. Nhiều khi nó nặng quá đó chị. Lỡ đi giao tạ cùng cửa hàng sao? Đừng nghe đối phương nha, đối thủ của mình á. Anh số 4, công việc mà hiện tại bạn đang làm đó là bạn làm được bao lâu rồi? Tầm khoảng 12-13 năm rồi.
Chắc tay cũng chắc lắm ha. Mình làm xây dựng mà. Hồi nãy bạn vị trí bạn B. Dạ. Bạn nói chồng biết võ đúng không? Biết võ mà người ốm ốm, nhưng bây giờ không ốm nữa rồi. Bây giờ năm anh lên đứng mua võ thương cái thôi. Được không? Được không? Một đường thôi. Nào vị trí số 1. Tấn thôi, được rồi. Tấn thôi sao? Bắt đầu. Tướng này khó đỡ nè. Trời ơi, mẹ quá, tướng đẹp quá. Anh muốn võ đẹp á. Em trai số 2. Ôi trời ơi, chết rồi. Bước đó, ghê chưa, ghê chưa. Nó là có võ nha. Số 3. Khiệp. Khiệp mày là gì? Là chào rồi, trước cũng đối thủ á. À. Trước đối thủ á. Ừ. Ui cha. Ồ, qua bên số 4 chơi. Ôi, luôn trời, rồi. Rớt, coi chừng rớt. Trời ơi. Ui cha. Ôi. Xong rồi anh. Trời ơi. Giống nghề quá. Ôi, nó bốc. Đó. Cái bốc xin đó mà. Bốc xin. Được. Rồi. Chồng chị B có bị cận không? Không nặng lắm, nhưng nhìn cần nhìn chữ gì đó rõ thì ảnh mới đeo kiến. Ồ. Mà chị ơi, bây giờ có tắt len có rồi, đeo kiến đâu quan trọng ở đâu. Nhiều khi đeo cái kính chứ có cái trồng rồi không có cái trồng. À, cho em hỏi anh số 5, vợ anh hát hay không? Vợ mình không có hát hay. Giật mình luôn á. Yeah. Hỏi cái anh giật mình. Giật mình luôn hả? Vậy là chị thường hát ở nhà lắm hay sao? Có hát nhưng mà chỉ là hát riêng cho hai vợ chồng nghe thôi chứ không có hát cho người ngoài nghe. Bây giờ mình nhờ mấy cô dâu hát thử được không? Nhờ mấy cô dâu hát cho mọi người cùng nghe luôn đó. Thử nào. Yeah, vỗ tay cổ vũ các bạn ơi. Bắt đầu từ vị trí C. Hát đi bạn. Hát một đoạn nào đó. Phận người con gái nữa. Bỏ bỏ. Bỏ qua đi. Cháu lên bà cho dù màu dâu. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ. Nương đây ông bà nhà mai ông bà vui cây cành là la 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 la. Rồi cái này hát ở nhà cho chồng nghe thì được. Vị trí B. Một con vịt xẻ ra hai cái cắp, nó kêu ra cắp 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 cặp cặp cặp. Dạ hết. Vị trí A. Vị trí A. Em hát dở mọi người đừng có cười. Cười chứ chị, vui mà. Dạ cười xong đi rồi em hát. Rồi hát đi. À, anh Tuấn cười xong đi rồi em hát. Anh hết cười rồi. À dạ vâng, vậy em hát ha. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Em hát. Vừa đẹp mà vừa giỏi. Bài lời hay á. Lời xúc tích. Suy nghĩ nhiều á, lâu mới ra được cái lời này. Rất triết học. Rồi, bây giờ cơ bản thì các bạn cũng đã cảm nhận nghi ngờ được cặp đôi nào. Theo Văn Anh nghĩ thì cái dữ liệu khá khớp đó là anh số 3 là và chị A là một cặp. Và chị B là là anh số 2. Em thấy mỗi lần mà anh số 2 nói chị B ngồi cười cười mà có vẻ giống như là về nhà rồi sẽ biết tay ta. Hơi thâm hiểm không chị? Đợi chủ nhà. Mới vòng ngoài nên hai chị em thoải mái suy luận rồi gần cuối rồi mình mới bàn với nhau. Thì ý Cát Tường này, Cát Tường lại thấy cái cô C là với anh số 1. Tại vì cái lúc cô này có hát anh nhìn đi đâu á, anh nhìn thẳng qua bên đây luôn. Không có lịch sự. Đáng nghe quả anh chán rồi. Anh quay hẳn mặt qua bên kia luôn. Cho nên là mình đang nghi ngờ. Anh giấu cảm xúc hả chị? Đó là mình đang nghi ngờ nhất là cái số 1 với lại là cái cô C. Còn cặp thứ 2 thì... mình lại nghi ngờ cái cô A với cái anh số 5. Em cũng nghi ngờ thêm một cặp nữa, đó là cô dâu C và anh số 4. Cũng có thể. Nhưng mà các bạn có chắc chắn dám đặt cược không? Đặt cược đi em. Đặt cược đi. Hai em nếu mình cảm thấy tự tin mình đặt cược đi. Nếu mà chưa chắc thì cũng chưa đặt. Nếu mà tự tin nhường á, nhường đội chủ nhà trước á. Mình cũng đặt cược sao hết á. Ủa vậy hả? Chờ qua vòng 2 đặt cược được không? Được luôn, được. Nếu mà trực quan của mình á, ngay từ đầu á, mà tốt á, là đặt cược liền. Còn chơi để luôn. Mà về sau á, một hồi á, xáo trộn tùm lum á, là mình không biết mất đâu, rối luôn. Đặt đi em, thôi để chút nữa đi. Tại vì hả em thấy hả lộn xộn tùm lum trong đầu em. Lộn xộn luôn, mới về mình đã lộn xộn. Vòng 2 đặt cược cũng được. Ban đầu em cũng khá là tự tin, xong nói hồi cái em thấy ai cũng có thể là chồng của ai, ai cũng có thể là vợ của ai. Thưa quý vị, như vậy là hai đội chơi cũng đã cảm nhận được cặp vợ chồng thật nào rồi. Nhưng mà đó chỉ là cảm nhận thôi, chúng ta vẫn chưa biết điều gì cả. Chúng tôi sẽ quay lại một vài phút nữa quý vị nhé. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 của Gương Mặt Phu Thê. Ở vòng 2,
câu chuyện hôn nhân sẽ được tiếp diễn để xem họ sẽ tranh luận thế nào. Có đôi khi nó rất là phức tạp, các bạn phải cố ý lắng nghe nhé. Tật xấu của chồng, tật xấu của vợ, sẵn sàng. Và bây giờ chia sẻ đầu tiên của cô Yoga bắt đầu. Dạ, nói đến tật xấu của các ông chồng thì nó nhiều vô số kể lắm ạ. Cái tật xấu mà em ấn tượng nhất là ảnh quá sạch sẽ. Một ngày mà ảnh có thể thay đồ từ 3 cho đến 4 lần. Trời. Dạ vâng. Vậy giặt đồ chắc mệt nghỉ luôn á. Dạ má giặt em không giặt. Để nhờ em phơi. Dạ đâu hơi mệt chút xíu cho đó dạ. Ủa tại sao lại thay đồ nhiều dữ vậy mấy anh? Sạch sẽ như vậy là tốt, người ta ra ngoài làm việc thì kiếm tiền về cho gia đình, sạch sẽ thì gặp khách hàng và mọi người thì nó tốt chứ sao lại thắc mắc cái chuyện đấy là tật xấu được nhỉ? Bên người ta nói thì người ta là giàu thì nhờ bạn, thì sang nhờ vợ. Em mặc đồ đẹp đẽ, em sang trọng. À, thì vợ em phải thích chứ. Không anh, anh bán cơm mình không có thời gian thay ngày mấy bộ đồ đâu. Dạ không có chị, mang nước đổ nước mắm. À. Khi mà nước mắm em bào bịch vậy sao sạch sẽ được là anh phải luôn luôn hôn nước mắm. Xong rồi em phải chạy về em phải tàu liền chứ em không bao giờ tới nửa đổ rồi à. Nếu vậy là một ngày ba bộ chưa đủ đâu. Loại trừ, loại trừ. Anh số 1 sao anh? Ông sửa xe đi đây đâu. Ông sửa xe thay đồ. Phải thay cho anh mồ hôi ra. Không, thôi. Anh bậy luôn. Anh sửa xe, anh ở trần, anh đâu có mặc đồ đâu mà anh thay đồ. Trời ơi, khách nữ vô người ta thấy body hết rồi sao? Thấy người ta mới mê, người ta mới theo mình. Vậy là anh thay đồ là anh vị trí số 4 nè. Anh mặc áo chiếu chiếu chắc thay đồ hoài. Do em công việc của em anh, em gặp khách hàng nhiều quá. Ồ, vậy là giống như là mỗi, giống như chạy xô vậy á. Gặp mỗi khách hàng là một cái hình tượng khác nhau vậy anh? Không chị, buổi sáng đi đến chiều cũng có một bộ. Vậy là chất quốc vậy? Không? Vậy đâu có thay đồ. Vậy là cái bảng số 2 thay đồ nè. Vậy là từ sáng chiều một bộ, tối bộ, khuya bộ nữa. Bây giờ vị trí B, hãy kể tật xấu của chồng mình. Tật xấu của chồng em là mỗi lần về nhà là cứ cầm điện thoại lên lướt web, chơi Facebook mà không có lo chuyện gì khác hết. Nào em nhắc thì ảnh mới làm, ví dụ như là nhắc ăn cơm hay này nọ, chứ tay ảnh thì luôn luôn không rời cái điện thoại. Lướt web làm gì? Coi đọc báo, đọc tin tức rồi gì thời sự. Mà có phải đọc báo hay là tin tức không? Nếu mà những cái đó là rất là tốt, tại vì mình cập nhật thì tốt. Dạ. Còn không á là phải để ý nha, coi chừng á là địa mấy em ở trên đó đó. Dạ, để không phải ai cũng giống như anh đâu. Không, anh đi, anh chỉ nói vậy thôi. Anh làm gì mà lướt web mà mấy bà xã là cằn nhằn với mấy anh. Dạ đâu có, trời, bình thường á bây giờ là buôn bán là không có cần phải điện thoại gì hết. Bên em thì phải đặt cơm là phải đặt trước, rồi inbox trước. Dạ thì chiều về thì có inbox ngày mai bao nhiêu hộp, ngày mai bao nhiêu thì phải làm chứ đâu. Trời, chứ đâu có luôn phải thiết kế rồi đem đi, còn nhiều khi khách hàng vẫn gửi gọi là nhờ thiết kế này nhờ thiết kế kia thì vẫn phải check mail rồi đủ thứ thôi. Cái đấy đâu phải là một cái gì tật xấu quá đâu nhỉ. Rồi. Anh sửa xe anh làm gì anh lướt web. Tại mà giờ muốn bán được xe hay muốn coi xe mà mua được thì bắt buộc phải lướt web. Đúng rồi. Đăng lên chợ tốt quá nào anh. Được giờ nếu mà chờ người khác dẫn tới thì không bao giờ mình có tiền. Trước khi đi ngủ thì cũng tranh thủ 30 phút thì lướt Facebook thì các thứ chứ làm gì có mất cả ngày đâu. Thấy chưa, người ta nói có 30 phút à. Anh ơi đừng tin những gì đàn ông nói anh à. Thì chồng em còn xấu gì nữa em nói luôn đi cho anh nghe có coi. Gì nói luôn đi. Ông xã của em thì đặc biệt rất mê động vật. Thế cứ gì là động vật là anh rất là thích và anh muốn ở nhà phải có con đó. Ví dụ như hồi xưa là thích nuôi mấy con chó. Cũng cố gắng thuyết phục em nuôi chó. Rồi sau đó thì là chuyện không nuôi chó được nữa thì chuyển qua nuôi chim. Rồi hết nuôi chim thì chuyển qua nuôi tắc kè. Hễ động vật là anh thích. Giống như là anh gài cái nhận được thì anh lại gài cái con khác vô. Mua chuồng cho ông nuôi. Em mà mua một là thành 10 chuồng luôn đó anh. Mà cái quan trọng là nếu mà vợ mình đang khỏe mà mình chăm vợ mình không nói này là chăm cho con chim trước chăm vợ sao? Trời ơi. Chim mà đói là mua đồ ăn cho chim trước rồi vợ là phải để sao? Sáng ra mà chim nó đói nó chết cùng vợ đói không chết được. Vậy là vậy là mấy ông mê chim hơn mê vợ hả? Phải mê vợ trước khi mê chim chứ. Nó mong manh dễ vỡ hơn là vợ. Vợ thì có thể khó hơn, còn chim thì có thể để đói là nó chết mất rồi. Vợ đói tự tìm đồ ăn được. Cái câu đó là đó tôn trọng vợ đó không? Bây giờ chim đẹp hay vợ đẹp? Hai cái đều đẹp thì em mới nuôi. Bây giờ á lén lén giết con chim ổng đi. Không có án được đâu anh. Bậy xuôi bậy. Không có được giết động vật. Em nó thể xác sinh được. Thả chim ổng đi. Không sinh đi. Thả là con chim nó đẹp lắm vợ. Em cũng thích chim, em cũng. Thì em nói là anh mới gài vô khúc nào là được là anh bắt về như vậy đó vợ. Nói chung là chồng thích chim thì vợ cũng thích chim. Tại chim đẹp mới thích vợ. Chị có hay chăm chim của anh không? Dạ không vợ. Đi ngang qua chọt nó thôi. Mà sao em lỡ chọt nó vậy? Em thấy ghét em chọt nó gì đó. À vậy hả? Chọt chồng không được thì chọt chim vậy. Rồi vị trí C. Dạ tật xấu của chồng em là
ảnh mà làm việc là nhiều khi ảnh không có ngủ với em, ảnh ngủ với công việc thôi anh. Ví dụ như cái tối cứ hỏi chừng nào anh vô, cái kêu ở chút nữa rồi là mất luôn, em ngủ luôn. Còn có nhiều khi vô với em chút xíu rồi hồi nửa đêm em dậy là chuồn mất tiêu. Đi đâu? Ổng ra ngoài. Đi ngoài chứ anh đi đâu? Nhưng mà dùng công việc để lắp liếm lại cái việc ở bên vợ cái gì. Không, nếu vậy chị phải thương ảnh xong mà phải cố gắng làm việc để ảnh chăm sóc cho gia đình, phải không? Ảnh không ngủ được trong khi chị có thể ngủ được. Ủa mà anh ở đâu mà anh đi vô, anh vô sao? Dạ tại trong phòng với ở ngoài á chị. Ờ anh ở ngoài làm việc, anh không vô. Sao vậy mấy anh, sao bỏ vợ trong phòng ngủ mà ra làm việc vậy? Mình thương vợ anh, mình bật đèn mình, vợ mình khó ngủ. Ờ mình đi ra làm kiểu vậy mà ban đêm như vậy á, mình bỏ vợ vậy tụi cũng tội nghiệp cho vợ chứ, đúng không? Nếu mà không làm thì đâu có tiền. Đúng rồi. Đúng không? Thì mày sửa xe sửa cả đêm thế hả? Sửa xe ai sửa xe đêm anh sao thấy đường sửa. À trời ơi, tới 5 giờ chiều là đóng cửa rồi. Dạ thì cái câu chuyện của anh đâu có liên quan đến công việc. Anh phản bác gì? Làm ở công ty ban ngày mình có thể về mình làm đêm, thì tranh thủ thời gian làm đêm, sáng hôm sau mình nhận những cái khác để mình kiếm thêm thu nhập cho gia đình thôi. Rồi anh số 3, anh làm gì? Người vợ đang ngủ anh bỏ ra ngoài làm việc. Trời phải suy nghĩ món nè. Suy nghĩ món nè. Để cho ngày mai để nói với gia đình, để ngày mai nấu món này má ơi, phải nấu món này chứ không thôi mình cứ liên tục ăn như vậy như hoài thì khách sẽ nhàm chán và khách sẽ bỏ đi. Dạ chị dinh dưỡng luôn. Đúng rồi, có giá trị dinh dưỡng nữa. Ra ngoài suy nghĩ món. Dạ trời ơi, lúc đó vợ ngủ ngơ cũng say lắm. Trời tội nghiệp vợ. Sao anh sao bỏ vợ ra ngoài và đêm khuya thế anh? Thì đó cũng là cái tính chất công việc thôi, thì em phải thường xuyên làm báo cáo như là kế hoạch cũng để thực hiện công việc. Anh làm cơ quan nhà nước đúng không? Dạ đúng. Hết giờ về nghỉ chứ làm cái gì, có cái vụ khuya còn làm việc. Nếu mà ở cơ quan mình làm không hết thì phải đem về nhà để làm, phải kịp với tiến độ mới. Đúng rồi. Chị Cát Tường nghe nè, mình làm bị áp lực mà về mà nếu mà vợ còn thức nữa lèo bèo bên tay á thì không thể nào làm được. Anh đâu có làm đâu mà anh lên tiếng làm cái gì. Anh thiệt luôn á. Anh cứ chọt chọt hoài, chọt hoài à. Anh là sửa xe 5 giờ chiều anh đóng cửa rồi. Là cái gì gọi là mặt trời nó lặn xuống là anh cũng không thấy đường rồi, thấy không? Mình còn làm nhiều chuyện khác được mà. Anh đừng nói là năm tối anh ngồi anh suy nghĩ cái chiếc xe này ngày mai sửa làm sao nha. Ta tìm kỹ thuật, ta lên mạng á, ta học hỏi kỹ thuật, ta sửa tốt hơn, chuyện nó bình thường. Bây giờ năm ông chồng thử xem mình kể cái tật xấu của vợ mình có gì, coi vợ mình có phản ứng không. Vị trí số 1 thì vợ thì khi cưới về á không còn giống như lúc đầu mình tưởng, là nói nhiều hơn, rồi bề bộn trong phòng, làm xong đồ là cứ vứt đó, mê lướt web, mê Facebook đồ lắm, giống như là không có mình hiện diện đó vậy đó. Rồi đôi khi cổ hỏi nhiều cái mà mình trả lời không có được, mình đôi khi mình bực bội luôn. Ủa nhưng mà chỉ hỏi anh không trả lời được thì thôi chứ có sao mà anh bực. Mình đâu phải là cái Google đâu. Ngày xưa mình ở nhà mình là công chúa của ba mẹ, có gì mình hỏi ba hỏi mẹ. Bây giờ lấy chồng mình phải nương vào chồng, không hiểu có gì phải hỏi chồng chứ hỏi ai bây giờ, cho lẽ hỏi ông hàng xóm. Đúng. Hỏi ông hàng xóm rồi về mắt bầm. Đúng không vậy? Nên thì mình thấy là trong mắt mình đã lấy, có nghĩa là người đó là một cái đứng gọi là đúng rồi anh hùng. Cái gì mình phải nép vào, có gì mình cũng hỏi anh ơi cái này sao, anh ơi cái kia sao chứ, đúng không anh? Đúng rồi. Đúng không chị? Dạ đúng. Rồi vậy thì tật xấu của vị trí vợ của vị trí thứ hai thế nào? Vợ em thì mê ăn mê ngủ. Ăn thì gọi là ăn như thủ luồng uống nước. ăn gọi là ăn tất cả các món, không ngoại trừ cái món gì. Ăn gọi là từ bữa trưa đến bữa sáng, ăn gọi là ăn liên tục. Có khi mà vừa nhậu xong là vỗ đi cho đẹp cái. Chết cha, hình như nãy giờ em chưa ăn cái gì thì phải. Còn ngủ thì ngủ có lại quên trời quên đất. Ngủ có ngày nào được nghỉ là ngủ từ gọi là từ tối hôm trước cho đến khoảng 1-2 giờ chiều ngày hôm sau. Chồng đói mặc kệ, em ngủ đã. Còn vợ em thì phòng khách thì rất là sạch sẽ, nhưng mà vào phòng ngủ thì trời ơi, một bãi chiến trường. Cô ấy chỉ có chăm lo trong phòng khách là làm sao nó sạch sẽ đẹp đẽ, còn trong phòng ngủ thì kệ đồ đạc từ ngày này qua ngày khác xếp chồng vứt tứa lung tung. Em bảo bao nhiêu lần cũng thế. Mặc tiền đẹp là được rồi, ở trong đóng cửa dại lại là được, có gì đâu rồi. Ăn thì tất nhiên ăn đừng ngủ được là tiên, nhưng mà ăn có chừng có mực chứ. Ăn gọi là người ta bảo là bệnh từ miệng mà vào, ăn bữa ăn bãi rồi nó bệnh là chữa không được. Vợ tôi chưa thấy anh nào mà có vợ ngồi đây mà mình nói xấu vợ cái thậm tệ như vậy á. Chắc không có ở đây nè. Chắc không có vợ ở đây rồi. Mình phải gọi là nhân cái dịp này mình nói cho bằng được thì thôi. Ở nhà em ít nói lắm, ở nhà em ít nói ra là bị nó chặn họng, mà thực sự ra đây em nói hết đấy, không nhảy lên chặn được. Thứ ba, vợ có tật xấu gì?
lúc mà khi mà gặp nhau thì như em nói á, thì mặt thân ngay như làng mây á, thì khi mà tới thì mày lấy nhau về thì dịu dàng như bà chằn vậy á, dữ lắm. Và cái tật là hay ghen, mà là ghen bậy, nước ghen như thế nào, đang coi bộ phim, đang coi lãng mạn như vậy á, xong chứ Ngân, anh cho em hỏi cái, lúc trước anh với người yêu cũ có hùng giống vậy không? Sao em hỏi cái vậy? Nghi lắm rồi nha. Xong chứ coi chút nữa, chứ cái cảnh kia, tắt, anh lúc trước anh với người yêu cũ có ai ăn ấy gì không? Trời ơi, anh nhiều người yêu lắm, kể bao nhiêu cho hết. Bình và em á, còn có hay nữa là thích đánh bắt đầu bút xin giống như anh số năm anh Hưng Đính. Coi cái chương trình đó, tới khi mà em làm sai cái gì đó là cô Như là cúp liền, là bà đỡ không nổi. Và em sợ nhất là hay coi phim kinh dị, coi toàn tối lúc 12 giờ từ đêm cho tới 1 giờ cơ mà. Thì em mới hỏi sao mà coi khuya vậy mà lại coi phim này, coi vậy nó phê. Và còn tính em thì là sợ ma, anh vợ coi như vậy thì làm cho em ngủ không có được, tén cho cơm không nổi, mà cứ sợ. Nhưng mà cũng phải chiều, nếu mà không chiều là bụp cái. Mà còn nhiều cái nữa em không dám kể đây. Trời ơi, phim kinh dị hay mà anh. Hay hả? Chứ sao, mà phim kinh dị mình phải coi ban đêm nó mới thú vị, nó mới áp phê. Mình không có tiền, mình vô rạp chiếu phim thì mình ở nhà tối mình canh 12 giờ hoặc 1 giờ sáng đó mình bật mình coi. Mà sao không lúc 9 giờ, 10 giờ coi á, đợi lúc 12 giờ tới 1 giờ. Giờ nó linh lắm. Thường ta nói là 3 giờ sáng mới linh, mà mình coi 12 giờ, 1 giờ cũng chưa có linh lắm đó. Chị thích phim nào nhất chị? Thấy là kinh dị là vô coi, kinh dị là vô coi thôi. Ok. Coi như cái máy luôn. Dạ vâng. Rồi, vị trí số 4. Vợ em thì có cái tật xấu là hay muốn là thể hiện cái tình cảm ở ngoài đường, nên đôi lúc là mình cảm thấy mình nguy hiểm, đang chạy anh quay đầu lại hung em một cái, mình đâu quay được đi vậy đó hả? Dạ đó, đó là một như trong những chiêu trò đó. Yêu nhau ghi chiêu trò dễ thương mà. Em nghĩ cô đó, gái nào cũng thích điều đó cả. Đúng. Sao anh Tuấn khẳng định điều đó quá vậy? Hung chết chắc gì đâu. Sao anh Tuấn khẳng định điều đó quá vậy? Tại vì phụ nữ người ta thích người đàn ông là phải khẳng định được cái giới tính của mình. Đúng rồi đó, nó phải bùng nổ, nó mới khùng khùng điên điên như vậy, nó mới thăng hoa trong tình yêu chứ. Nhưng mà khùng khùng điên điên thì cũng đâu thể nào đi ngoài đường mà ngừng lại quay cổ lại hôn. Với anh lúc mà anh vợ anh giận anh thì thường anh làm gì? Để cho giận luôn. Trời đất ơi, cái đó khùng khùng điên điên á, cái đó mới điên á. Ta gọi là lấy độc trị độc mà. Hỏi anh câu nó luôn vậy, thường thường lúc rảnh rỗi sở thích của anh là anh làm gì? Rảnh rỗi nằm coi phim. Phim gì? Kinh dị cũng coi mà, phim hành động cũng coi, phim hoạt hình cũng coi. Cái gì nói chung là có là coi hết. Thường tối mấy giờ anh ngủ? Thì tùy hứng à. Có bữa thì 7 giờ, có bữa thì 9 giờ. 7 giờ, 7 giờ tối. Thì 5 giờ đóng cửa rồi, người ta đâu có làm cái gì đâu. Có thể, nếu mà mệt vô ngủ là chuyện bình thường. Trước khi ngủ là cho chim cho chó rồi ăn chưa? Cái đó là nghĩa vụ của vợ chứ đâu của mình. Vị trí số 5. Ngoài tổng hợp những gì mà bốn anh vừa nói thì em xin bổ sung thêm một số cái nữa là ôi, tật xấu của vợ em. Bổ sung hả? Là thường xuyên hỏi những câu hỏi mà em cho là cực kỳ là vô duyên. Hỏi gì câu gì? Anh xin lỗi em nha. Thí dụ như câu này, hai vợ chồng chuẩn bị nằm xuống ngủ, quay qua hỏi anh có yêu em không? Hỏi gì vô duyên vậy? Không yêu tôi cưới làm gì? Đó, vậy mà cứ đè mấy những cái câu hỏi đó ra hỏi. Rồi thêm những cái này nữa. Em đi làm về khuya mệt, muốn vô tắm một cái để ngủ nhưng mà không cho. Kêu là phải là nằm y là nằm chờ em ngủ anh mới được tắm. Hỏi như sao vậy? Em ngửi cái mùi của anh em mới ngủ được. Trời ơi, đáng yêu. Cái đó là dễ thương, rất dễ thương vợ luôn. Vợ anh yêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Vậy là vợ anh yêu anh dữ lắm luôn. Vợ anh có thường xuyên mà thỉnh thoảng lại hứng lên chồng bế vợ lên giường không? Không, cái đó thì không có. Lại bế không nổi đâu. Không, cái đấy là cái cực hình với anh. Sao các bà xã? Sao mình bắt chồng mình làm điều đó? Dạ, cái thứ nhất là thường thì người ta muốn khẳng định là tình cảm, sợ cưới lâu rồi, quen lâu rồi thì tình cảm nó nhạt dần. Rồi nữa là thích bế, thích bồng, cưng nựng thì mới có tình cảm với nhau, vợ chồng mới cảm thấy là không có bị xa cách này nọ. Như là ảnh không hiểu, ảnh không chịu. Vậy là chị thích được bế bồng? Thích chứ, ai cũng thích chứ. Thích được cưng nựng vậy chứ. Cô gái nào cũng làm chung là biết là yêu lắm rồi mới nằm chung. Chứ không yêu sao nằm chung nữa, mình muốn tắm cho khỏe. Nhưng mà anh đi anh số 5 nè, trước khi yêu và sau khi yêu á, là vợ anh thể hiện mấy cái đó mạnh mẽ hơn hay là yếu dần đi? Khi cưới rồi thì thể hiện mạnh mẽ hơn. Lúc đó ta chiếm hữu rồi, ta có quyền, hiểu không? Trời ơi. Ủa bạn A, bạn có thích lãng mạn không? Rất thích chị. Ủa thích lãng mạn mà coi phim kinh dị không vậy? Do tâm sinh lý nó vậy á chị, em cũng không biết được vậy. Không, mà chị Cát Tường ơi, trong phim kinh dị thì có những cái khúc lãng mạn chứ không phải có khúc nào mà cũng máu me hết. Thì
khi mà vợ em á có những cảnh đó thì nó sẽ thích những khúc lãng mạn trong cái phim đó đó, thì nhiều khi em ra thực hành em rất là mệt. Các cô dâu chú rể cũng đã chia sẻ cái cuộc sống sau hôn nhân rồi, các bạn đã nhận ra điều gì chưa? Chọn để đặt cược mời hai đội chơi. Em vẫn vẫn giữ nguyên cái cặp số chị A và anh số 3, nhưng mà sang đến vòng này thì có một chút thay đổi là anh số 1 và chị B. Lý do? Tại vì thấy số 2 nó nhiều quá phải không? Số 2 thì đang nằm trong vòng loại trừ. Bởi vì anh số 1 mà nói thì cũng thấy nhiều biểu hiện của bạn B lắm. Nói mỉu môi không, em để ý là bạn B á, là anh số 1, số 2 nói đều vậy trơn á. Không, nhưng mà bạn số 1 nhiều không hơn. Không đâu em ơi, hồi nãy cô số 2 cô nói chồng cô có học võ. Mà em nhớ đi, cái lúc anh số 1 anh đứng lên anh ra cái thế kỳ cục lắm. Dù trong vô thức một người học võ không bao giờ mà đưa một cái thế mà nó không đâu vô đâu hết. Cố tình không chị? Không có cố tình sao được em. Chắc cố tình đấy chị. Tùy quyền chị. Đặt cược đi em. Bây giờ mình lo bàn mình đi nè. Mình lo bàn mình. Ba người này mình loại ai nè? Ba người này á hả? Được đi. Chủ nhà phân tích đi, chọn cặp nào. Ủa cho hỏi một câu nữa đi, trước khi ấy được không? Hỏi câu cứ được hỏi không? Thoải mái. Một câu nữa nha. Một câu không? Nữa thôi. Một câu cuối cùng. Rồi. Anh số 4, bình thường lúc rảnh rỗi anh làm gì? Mà giờ đi làm là anh về nhà anh làm gì? Em dẫn vợ đi siêu thị này. Đi siêu thị là đi chợ hả? Dạ đi xem đây đó này nọ, thì mình lại thích đi những nơi thoáng mát. Thoáng mát ra công viên thoáng mát hơn. Nhưng mà anh thích hiện đại. Ra công viên làm... giờ không khí ô nhiễm nực nổi lắm. Tại sao là hỏi câu hỏi đó để đoán được điều gì? Vô tại vì đang nghi ngờ cô A này nè. Đó là cổ á, là cũng có thể là vợ của anh số 4 mà cũng có thể là vợ của anh số 1. Đâu mình hỏi ảnh là thường anh làm gì? Nhiều khi anh ở nhà thí dụ anh thích chơi chim hay chơi chó hay là ảnh làm việc giấc khuya hay là gì đó, nhưng mà tự nhiên anh lại nói là anh dẫn vợ anh đi siêu thị là ra một cái đáp án mới nữa. Ở nhà có nuôi chim không? Có anh. Đó, hết. Nhà tôi cũng có nuôi chim mà. Nhà ai cũng có nuôi chim. Chúng ta sẽ phân tích và quyết định, mời đội chủ nhà. Thế em chọn anh số 5 và chị A. Anh số 5 và chị A. Tại vì á, hồi nãy có chia sẻ cái tật xấu của vợ á, thì có những cái anh là anh quay sang vô thức, vợ ơi anh xin lỗi em nha. Đó, một cái hướng về phía chị A. Thì thường á, chị A là mỗi lần mà ở trên mà nói á, là phản bác liền. Mà khi mà anh năm mà số 5 á, mà nói xong cái đơ cái mặt và không có phản ứng gì nữa. Một hồi sau hồi tỉnh lại á, mới chữ gà. Sao chị cười quá vậy chị? Em dễ cười lắm vậy. Vy ơi, anh nói vậy em cũng đừng tin nha. Nếu mà em theo anh sao? Anh là em chết. Thì có gì mình chết chung. Rồi tiếp tục, cặp đôi thứ hai. Hồi đầu em nghĩ là cái cô A với anh số 4, nhưng mà sau khi em hỏi cái câu mà anh vẫn đưa vợ anh đi siêu thị thì em lại chuyển hướng. Em lại chuyển hướng là cô C với anh số 4. Anh có em gạch ở đây, em gạch tới 2-3 lần nữa, em gạch đậm lắm. Em gạch đậm lắm cái anh số 4 với cô C. Là tại vì cô này là cổ có khắc khoải cái chuyện là chồng cổ tối không có chuyện vô. Cổ là cổ thích lãng mạn, thích chồng là phải quay lại hung rồi vào đậu xe lại hung. Mà anh chồng thì anh có phàn nàn là vợ hay bắt làm cái này làm cái kia. Thì mình thấy có một cái điều gì đó nó nghi vấn giữa hai người này. Chị nhìn coi cái gương mặt rất là phu thê nghe. Đúng rồi. Mà lâu lâu á chị xem mà có nói gì á thì anh 4 á thì lâu lâu cứ nhìn xuống và nhếch mép cười mà. Nếu phải phu thê là phu xe thôi. Bây giờ ta đã phân tích rồi, mình sẽ đưa ra quyết định. Đội khách có cược hay không? Thôi đặt đi anh. Bạn sẽ đặt cược cặp đôi nào? Em đặt không? Đó. Đặt luôn. Đặt ai đi? Ta cho cặp chị A và anh số 4. Rồi, một tràng pháo tay. Chúc may mắn nha. Mà hai bạn ngồi xuống, đội chủ nhà. Không. Không. Không đặt cược. Dạ không. Cược. An toàn á. Ủa sao nãy giờ chị cứ kêu em cược đi, cược đi. Thì chị dụ em. Không, cược đi. Trời dụ á. Trời. Cược không là quyền của mình mà. Bên đội khách đã đặt cược, đội chủ nhà không đặt cược. Đúng hay sai, chúng tôi chưa biết. Mà có lẽ quý vị cũng chưa biết đúng không ạ? Chỉ có ban tổ chức biết thôi. Chúng ta chờ đợi một vài phút nữa, Quyền Linh sẽ quay trở lại và công bố cho quý vị. Các bạn quay trở lại với vòng 3 của gương mặt phu thê. Ở vòng 3, các bạn sẽ có quyền đề nghị họ bước xuống đây để thể hiện tình cảm của mình, hành động của mình đối với người thương của họ. Bất kỳ một người nào mà bạn nghi ngờ đó là vợ chồng thật nào. Anh số 4 xuống đây. Mời số 4. Bây giờ mình muốn bạn á xin lỗi hay cầu hôn. Một cái gì đó thật lãng mạn. Em muốn xin lỗi.
Tại vì ảnh làm khuya nhiều quá, cho nên ảnh phải xin lỗi. Mời... bỏ bê vợ ảnh. Xin anh số 4 xin lỗi chị B. Cái gì chị B? Chị B. Chị gì đó? Tất cả những gì á, anh muốn nói trước giờ có thể là anh ngại không nói được, thì hôm nay trước mọi người anh nói thoải mái đi, cho dù người đó không phải là vợ anh thì anh cứ nói nha. Hôm nay thì nhân chương trình thì anh cũng muốn gửi đến em một lời xin lỗi vì cái công việc của anh và nhờ những cái dự định trong cái công việc nên anh làm đêm hơi nhiều. Thì anh sẽ cố gắng thời gian để buổi tối hai vợ chồng mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà anh cũng hy vọng là em cũng sửa lại cái việc thời gian mà em xem phim quá khuya. Các bạn có thấy được điều gì chưa? Lại cũng có thấy một cái điều khác nữa. Rồi, chúng ta có thể yêu cầu một cặp đôi thứ hai. Cho em yêu cầu anh số 2. Số 2, mời anh số 2. Giờ em yêu cầu anh bồng chị B. Có được không? Được không? Dạ nhậm quá vậy? Được mà. Có được không? Không, không làm thì em... Cố vậy ạ? À? Ok. Bồng chị B. Em sợ té quá, tại vì thường té quá. Thường té hả? Dạ. Hôm nay không té đâu mà không? Thôi. Ui. Mặt căng ghê luôn. Hôi. Dạ, cũng cố gắng hết sức rồi ha. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn tại sao lại nhờ kêu anh ấy ôm cô B? Tại vì ban đầu mọi người có chia sẻ với nhau là chị thì thích được bồng, còn ảnh thì để khái ảnh có một người vợ hơi tròn tròn và người cũng ốm ốm trắng trắng. Nhưng khi ẵm lên rồi thì bạn có thấy đúng không? Em thấy hai người không có sự rụt rè khi mà... tiếp xúc với nhau, mà chị thì chỉ có mắc cỡ tại vì ở trước đám đông thôi. Cảm giác của em vậy. Cảm giác em là đúng rồi đó. Em nghĩ là em nên không tin đội chủ nhà hơn là không tin đội bạn. Còn cặp đôi đầu tiên, Cát Tường cảm giác thế nào? Tường với Kiều Minh Tuấn vẫn đang còn lăng tăng với nhau về cái vấn đề anh số 4. Ảnh chắc chắn là chú rể rồi đó. Nhưng mà không biết là cô A hay là cô C. Nhưng mà tại sao nãy lại nói làm với cô B? Làm thử để thử coi phản ứng của cô C cũng như cô A ngồi kế bên nhìn sao. Có phản ứng gì không? Thấy là cái cô C cũng nhìn dữ lắm. Nhưng ánh mắt của cô B thế nào? Ánh mắt của cô B hả? Bình thường. Đâu dạ, thấy. Em xin cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Ghi vào tờ giấy đi các bạn. Tôi nói bốn với A đó tình tôi đi. Tôi nói bốn với A đó tình tôi đi. Chúng ta có 10 giây để quyết định. Em cho chị nghe. Bắt đầu. Ghi kết quả vào tờ giấy của mình. Giờ sao? Hai mình tù xì cái đi chơi nè. Mình chơi nè. 1, 2, bắt. Đó, ý chị là đúng. Tôi thấy tốt nhất là các bạn nên tù xì với nhau. Tù xì đi. Ai thắng thì quyết định. Mới tù xì luôn á hả? Dạ. Ai thắng? Em. Anh chia sẻ sâu sắc đến gia đình em. Chúng ta đã có kết quả quỳ lên cầm lên tay của đội chủ nhà và đội khách để xem đội chủ nhà anh số 2 vị trí B, mời hai bạn đứng lên. Cặp đôi thứ hai anh số 4 vị trí A. Ủa? Sao chọn y chang mình? Kỳ hả? Cảm ơn hai cặp đôi. Các bạn ngồi xuống. Đội khách anh số 4 vị trí A. Anh số 2 vị trí B. Ủa? Y chang. Nếu mà thắng là tụi em thắng á, tại vì tụi em có đặt ngôi sao hy vọng. Đó, cho nên anh nói rồi. Hy vọng. Cái gì anh chia sẻ là chính xác. Vậy thì chúng ta đã có một cái sự đồng cảm, đồng quan điểm với nhau. Cảm ơn các bạn, ngồi xuống. Và bây giờ khán giả mọi người đang chờ đợi để xem
hai cặp đôi vợ chồng thật họ là ai. Chúng tôi xin mời tất cả những người nào đã có vợ đứng lên. Đứng hết. Ai không có vợ ở đây ngồi xuống. Ngồi. Yeah. Ngồi tiếp đi. Yeah. 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 Hai người có vợ ở đây à, một là như thế à, đó một. Anh số 1 có vợ ở đây mà lấy giờ các bạn không tìm được tôi tức dễ sẽ tức luôn đó. Anh số 1 là rất rõ luôn. Cái đó hôm nay em chọn đó mà em ảnh tôi tí thua em mới phải theo Vi á. Nào bây giờ hai anh bước xuống đây. Hồi nãy Văn Anh là chọn anh số 1 là chồng của ai? Chồng của chị B. Chồng chị B hả? Chồng chị C. Cũng sai luôn không? Thử xem anh ấy là chồng của ai? Vị trí nào? Mời hai cô dâu thật đứng lên. Ngón ngón nữa, chết chết nữa. Đây là hai cô dâu thật nhưng chưa biết cặp nào là cặp chính xác nha. Và bây giờ mời vị trí số 1 hãy đến nắm tay bà xã của mình. Ở bên này hả? Bên này. What? No. Trời ơi, đi qua đây. Chưa, tôi nói mà. Yeah. Còn anh hãy về với bà xã của mình. Yeah. Ok, ngay từ ban đầu ha. Đứng phụ thê những ngày đầu tiên em chọn. Sao Văn Anh? Em chọn đầu tiên luôn á. Đầu tiên luôn hả? Vậy mà không quyết liệt. Thì đến vòng thứ hai thì em mới quyết định là đặt cọc cho cặp này đó. Thế là là chính xác. Đặt cọc. Họ có phải là vợ chồng thật với nhau? Hãy hôn nhau nào. Ý. Wow. Nào bây giờ nhân tiện đây ông xã có thể chia sẻ với bà xã. Nãy giờ muốn lên án mình quá, mình có thể xin lỗi bà xã. Hay là bà xã mong muốn điều gì của ông xã, hãy cứ nói đi các bạn. Cặp số 1 thì chỉ muốn vợ là sửa hết những cái tật xấu đó thôi. Còn ngoài ra là ok hết. Tật xấu gì? Như là bừa bộn rồi hỏi nhiều nữa. Lúc mà mới cưới về thường là làm xe xong mệt là thường là ngủ ngoài tiệm luôn. Ít khi nào vô ngủ chung với vợ. Thì muốn vợ tha lỗi cho cái phần đó. Rồi mong muốn của bà xã là gì? Dạ thì những cái tật xấu của ảnh thì ảnh đang dần cải thiện nên em cũng đang đợi chờ. Hai vợ chồng hãy ôm nhau thật chặt nào. Trời ơi, ôm giống như bạn bè á. Trong giữa chương trình anh cũng có nói cái lời xin lỗi của anh. Hy vọng là khi mà chương trình phát sóng thì cái lời xin lỗi đó sẽ lặp đi lặp lại nhiều hơn. Còn vợ? Đừng thức khuya nữa nha. Vợ muốn thay đổi gì thì... Sau thời gian huấn luyện ảnh thì em thấy giờ anh không cần phải thay đổi gì nữa hết đó giờ. À vậy hả? Anh còn chồng có muốn vợ thay đổi điều gì không? Chỉ có việc xem phim quá kia thôi. Hai vợ chồng hãy ôm nhau thật chặt nào. Thưa quý vị, thông qua chương trình này chúng tôi muốn gặp các cặp đôi vợ chồng hãy kết chặt với nhau nữa, hãy chia sẻ với nhau hơn nữa và hãy tìm đến nhau những cái giây phút mà vợ chồng mình đang gặp khó khăn. Và bây giờ xin chúc mừng đội khách mời ngày hôm nay là đội đầu tiên thắng. Xin mời cô dâu giữa hãy giới thiệu về mình. Bây giờ em đã lập gia đình. Những câu chuyện nãy giờ em chia sẻ là thật giữa em với chồng em. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Văn Điều, em 28 tuổi. Em đã có vợ và vợ chắc đang xem TV ở nhà. Rồi thôi chết em rồi. Nha. Xấu vợ quá. Mời vị trí số 3. Em tên là Lê Anh Tuấn.
Em xin giới thiệu, em tên là Tăng Thành Tính. Dạ, hiện tại em đã có vợ rồi. Như vậy cuộc chơi đã kết thúc. Cảm ơn hai đội trưởng rất nhiều. Thưa quý vị, gương mặt phụ thể đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.